các nhà lãnh đạo G7 cam kết sẽ mở rộng, chia sẻ sản xuất với thế giới ít nhất 1 tỷ liều vaccine thông qua các cơ chế hiện có và viện trợ song phương. Đây là một trong các nỗ lực của G7 nhằm chấm dứt đại dịch COVID-19 vào năm 2022. Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố các nhà lãnh đạo của nhóm đã cam kết sẽ mở rộng sản xuất, chia sẻ với thế giới ít nhất 1 tỷ liều vaccine thông qua cơ chế hiện có và viện trợ song phương. Trong tuyên bố, ông Johnson cũng cho biết thế giới sẽ nhận được ít nhất 100 triệu liều vaccine từ nước Anh, biến nước này trở thành quốc gia đóng góp vaccine như thứ hai trong nhóm G7. Tôi vui mừng tuyên bố rằng cuối tuần này các nhà lãnh đạo đã cam kết hơn 1 tỷ liều vaccine, bao gồm viện trợ trực tiếp và qua cơ chế COVAX. Trong đó, 100 triệu liều từ nước Anh sẽ đến các nước nghèo nhất. Đây là một trong các nỗ lực của G7 nhằm chấm dứt đại dịch vào năm 2022. 1 tỷ liều vaccine này nhiều khả năng bao gồm 500 triệu liều Pfizer mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết chia sẻ với thế giới hôm 9 tháng 6. Nhật Bản, Pháp, Đức, các thành viên của G7 trước đó đã cam kết mỗi nước sẽ chia sẻ 30 triệu liều vaccine, trong khi Ý chỉ hứa hẹn 15 triệu liều. Các nguồn thạo tin của Reuters tiết lộ Canada đang trong quá trình đàm phán chia sẻ vaccine thông qua cơ chế COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới WHO nên chưa rõ số liều cam kết.